tôi Vườn Vải xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên phục vụ bia và các món ăn được chế biến sạch, tươi ngon, hấp dẫn, đồng hành cùng người dân trong ngày hội gặt, sát cánh cùng tuyển Việt Nam trong chiến dịch vòng loại World Cup 2021-2022 và chung kết Euro 2021. Bia hơi Vườn Vải giảm 10% giá bia hơi và đặc biệt giảm 5% tổng giá trị hóa đơn cho hóa đơn trên 300.000 đồng. Ngoài ra, quan sẽ trực tiếp tất cả các giải bóng đá như V-League, Ngoại hạng Anh, Cúp C1 trên mọi khung giờ. Đặc biệt hơn nữa, chương trình thử thách với bia hơi Vườn Vải uống 3 lít bia và 5 nem chua trong 15 phút. Giải thưởng lên đến 1 triệu đồng cho người thắng cuộc. Vâng, uống 3 lít bia và 5 nem chua trong 15 phút. Giải thưởng lên đến 1 triệu đồng cho người thắng cuộc. Và còn rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác đang chờ đón quý khách đến với bia hơi Vườn Vải thưởng thức và đặt hàng. Bia hơi Vườn Vải hân hạnh được phục vụ quý khách, tận tâm với khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, khi khách vui còn vui hơn cả khách. Địa chỉ: thôn Khuôn Phục, Minh Tiến, Lục Yên, Yên Bái. Ăn uống thả ga không lo về giá. Bia hơi Vườn Vải xin trân trọng kính mời. Bia hơi Vườn Vải xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên phục vụ bia và các món ăn được chế biến sạch, tươi ngon, hấp dẫn, đồng hành cùng người dân trong ngày hội gặt, sát cánh cùng tuyển Việt Nam trong chiến dịch vòng loại World Cup 2021-2022 và chung kết Euro 2021. Bia hơi Vườn Vải giảm 10% giá bia hơi và đặc biệt giảm 5% tổng giá trị hóa đơn cho hóa đơn trên 300.000 đồng. Ngoài ra, quan sẽ trực tiếp tất cả các giải bóng đá như V-League, Ngoại hạng Anh, Cúp C1 trên mọi khung giờ. Đặc biệt hơn nữa, chương trình thử thách với bia hơi Vườn Vải uống 3 lít bia và 5 nem chua trong 15 phút. Giải thưởng lên đến 1 triệu đồng cho người thắng cuộc. Vâng, uống 3 lít bia và 5 nem chua trong 15 phút. Giải thưởng lên đến 1 triệu đồng cho người thắng cuộc. Và còn rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác đang chờ đón quý khách đến với bia hơi Vườn Vải thưởng thức và đặt hàng. Bia hơi Vườn Vải hân hạnh được phục vụ quý khách, tận tâm với khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, khi khách vui còn vui hơn cả khách. Địa chỉ: thôn Khuôn Phục, Minh Tiến, Lục Yên, Yên Bái. Ăn uống thả ga không lo về giá. Bia hơi Vườn Vải xin trân trọng kính mời. Bia hơi Vườn Vải xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên phục vụ bia và các món ăn được chế biến sạch, tươi ngon, hấp dẫn, đồng hành cùng người dân trong ngày hội gặt, sát cánh cùng tuyển Việt Nam trong chiến dịch vòng loại World Cup 2021-2022 và chung kết Euro 2021. Bia hơi Vườn Vải giảm 10% giá bia hơi và đặc biệt giảm 5% tổng giá trị hóa đơn cho hóa đơn trên 300.000 đồng. Ngoài ra, quan sẽ trực tiếp tất cả các giải bóng đá như V-League, Ngoại hạng Anh, Cúp C1 trên mọi khung giờ. Đặc biệt hơn nữa, chương trình thử thách với bia hơi Vườn Vải uống 3 lít bia và 5 nem chua trong 15 phút. Giải thưởng lên đến 1 triệu đồng cho người thắng cuộc. Vâng, uống 3 lít bia và 5 nem chua trong 15 phút. Giải thưởng lên đến 1 triệu đồng cho người thắng cuộc. Và còn rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác đang chờ đón quý khách đến với bia hơi Vườn Vải thưởng thức và đặt hàng. Bia hơi Vườn Vải hân hạnh được phục vụ quý khách, tận tâm với khách hàng, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, khi khách vui còn vui hơn cả khách. Địa chỉ: thôn Khuôn Phục, Minh Tiến, Lục Yên, Yên Bái. Ăn uống thả ga không lo về giá. Bia hơi Vườn Vải xin trân trọng kính mời.